Hello everyone, xin chào mọi người, rất vui và rất vinh dự đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Xuân nha. Và hôm nay Xuân muốn chia sẻ một chút, cũng là một kỷ niệm để lưu giữ tiễn cháu của Xuân qua Nhật nha cả nhà. Mời mọi người hãy cùng theo dõi coi có gì ở đây, có gì vui ở trong này nha cả nhà ơi, xin mời. Xin chào mọi người. Thank you.
bay. Giờ tôi còn chỉ cầu mong mà nó học giáo lý hôm nay xong á, rồi tôi bay xa liền. Học giáo lý xong xong là tôi cứ lấy cưới và thế là được bay xa. Bay xa rồi xong rồi bắt đầu mới về đây mới tổ chức. Thank you.
Đây, ê, con cá. Lát chị mệt á, chị quậy lát chị mệt. Đi kia đi cá, đi lại chợ đi cá. Đi á, tay chào luôn á. Ôi, tay chào luôn á, bắt tay đi cho con chó. Con mắt kia tay kia đi. Bắt tay đi. Nó dạng á. Cũng ớn ớn, thích giỡn thì thôi mà cũng ớn ớn. Nút đầu nó một cái nữa. Đây, dựng đi. Cái giá, ha ha. Kinh. Cái chép mò bị phạt rồi kìa, đó. Có lợi khoanh tay như nó đi. Nè, có lợi khoanh tay đi. Áp mặt cho tường khoanh tay như nó đó. Nó đứng kìa, tìm không? Mấy cái này dễ thương nè. Cười đi, cười đi, con cười đi, con cười đi. Ôi, cái mặt nó trụ ổ của nó thế, chứ mình nó nổi đi. Con nó chụp hơn. Rồi chúc con mọi điều tốt lành ở bên đất khách nha. Không. Vừa về là nó là phải cày ngay. Xong hết đi rồi. Bao giờ cưới thì nhắn cha sang. Cha chỉ mong vậy, cũng như là gia đình, tất cả dòng họ, anh chị em, cô chú bác, ai cũng mong điều đó là điều trước tiên. Nên con cố gắng, cố gắng mọi sự dâng lên cho Chúa, cầu nguyện đọc kinh tối sớm con. Những gì mà nhắn gửi thì bố mẹ cháu cũng nhắn gửi cho cháu rồi. Chú chỉ có chúc cháu đi thương lộc bình an và gặp nhiều may mắn trong đời. Rồi, chú cũng chúc con biết bay vui vẻ, bằng an, qua mọi cách quê người, ráng cố gắng cho con.
ông mổ ông bảy nữa nên bắt tay em đi ông bảy nhớ giữ gìn sức khỏe giữ lại thật lúc mình ngủ đi nè con nói anh tiếng cho tạo vô chút đi đưa chút anh tí chút đó hả rồi này chưa chút à chú anh muối đi không bằng không cháu của Xuân chuẩn bị bay rồi. Bây giờ là 24 giờ rồi các bạn ơi. Thì gia đình Xuân đã tiễn cháu đi và bây giờ thì bắt đầu đi về. Trên đường về thì lúc này Kiến bò bụng mời các bạn nên ghé vào quán đây hen. Và cũng tiện đây mời mọi người cùng thưởng thức những món ăn đơn giản và bình thường với gia đình Xuân nha. Đó là món hủ tiếu mì bò kho, mì giò heo, bánh mì bò kho, phở bò. Cũng khá là nhiều món ở đây đó. Nhưng đơn giản và bình thường nhưng cũng rất là đậm đà, quá ngon luôn các bạn ơi. Và mời mọi người cùng thưởng thức với nhà Xuân nha. Và quý vị ơi, như vậy là video lưu giữ lại những hình ảnh khoảnh khắc yêu thương ngày tiễn con trai của anh ba Xuân đi qua Nhật đến đây đã hoàn thành rồi. Mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cháu yêu. Cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của năm Xuân. Kính chúc mọi người luôn an lành và hạnh phúc. Quý vị ơi, hãy ủng hộ kênh của Xuân nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ, Xuân xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!